chương trình thời sự của đài phát thanh và, và truyền hình long an chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự chiều nay thứ Tư, ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nông An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập quấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Quyền quỹ thủ thừa tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng, huyện Bến Lức tổ chức họp mặt mừng đảng quang vinh mừng xuân bính thân, sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 2 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tham gia hội nghị tại điểm cầu Long An. Hội nghị nhằm quán triệt thông tri số 07 ngày 28 tháng 1 năm 2016 về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cùng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hướng dẫn về quy trình hiệp thương và các nội dung có liên quan. Theo thông tri số 07 ngày 15 tháng 1 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 2016. Theo quy định của pháp luật, mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành chung một thời điểm. Việc triển khai khẩn trương, do đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải bám sát sự lãnh đạo của các Ủy đảng phối hợp chặt chẽ với thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử địa phương để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mặt trận Tổng quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử. Nhân dịp Tết cổ truyền Bính thân 2016, đồng chí Trương Quốc Bình ủy viên Bộ Chính trị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã gửi thiếp chúc xuân và tặng 300 phần quà cho các gia đình nghèo ở các huyện Cần Đức, Thủ Thừa và Đức Huệ, tỉnh Long An, với mong muốn phần nào giúp người dân nghèo có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền được sung túc đầm ấm hơn. Tại xã Phước Đông, Tân Lân và Long Quà, huyện Cần Đức, thư ủy nhiệm của đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng cùng đoàn cán bộ lãnh đạo của huyện Cần Đức đã đến thăm chúc Tết và trao tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và quà Tết. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, về chuẩn bị đón Tết chia sẻ khó khăn và chúc các gia đình có những ngày Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm. Mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ để hộ nghèo từng bước dương lên ổn định đời sống. Cùng ngày, ông Đặng Văn Sướng, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm và tặng 20 phần quà cho hộ nghèo tại xã Phước Tuy, mỗi phần trị giá 500.000 đồng do công ty cổ phần xây dựng An Đại Lộc thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Quyền ủy Thủ Thừa đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán. Đồng chí Cao Minh Trí, trưởng ban tuyên giáo quyền ủy Thủ Thừa trực tiếp báo cáo kết quả đại hội. Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương với tinh thần đoàn kết dân chủ kỹ cương đổi mới và ý thức trách nhiệm cao trước đảng, trước nhân dân và đất nước, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương khóa 12 gồm 200 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh giác trọng trách nặng nề do đảng và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội lần này, có 3 đồng chí quê hương ở Long An được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và đồng chí Trương Hòa Bình, chánh án toản nhân dân tối cao được bầu vào thường vụ bộ chính trị. Tại hội nghị, huyện ủy Thủ Thừa yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, đề ra chương trình hành động cụ thể chào mừng thành công đại hội và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Quyền Bến Lức Long Trọng tổ chức hợp mặt mừng đảng Quang Chinh mừng xuân bến thân năm 2016 với sự tham dự của các đồng chí, nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo quyền ủy, ủy ban nhân dân, buổi ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện qua các thời kỳ, các đồng chí là thành cách mạng, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quyện, xã thị trấn, ấp khu phố cùng các công ty doanh nghiệp trên địa bàn quyện. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Minh Lâm, bí thư quyện ủy ôm lại truyền thống dễ dàng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và thông tin tình hình kinh tế xã hội của quyện năm 2015. Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội quyền đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2010-2015. Quyền Bến Lức tiếp tục phát huy danh hiệu quyền anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, đưa kinh tế của quyền phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt gần 15% một năm. kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng nhiều hạng mục, làm chuyển biến rõ nét bộ mặt phát triển của huyện, nhất là ở vùng nông thôn được quy hoạch xây dựng theo chương trình xã nông thôn mới, xã dân quá. Hiện toàn quyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 6 xã, xã đạt chuẩn xã dân quá, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Long An do ông Phan Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn có buổi thẩm tra tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Đức Hòa Thượng là một trong ba xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo nghị quyết năm 2015 của huyện Nguyễn Đức Hòa. Qua quá trình đầu tư và nỗ lực thực hiện, đến nay xã đã cơ bản đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả thẩm tra, Đức Hòa Thượng đạt 94 trên 100 điểm, đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới. Tuy nhiên xã này vẫn còn những tiêu chí chưa đạt số điểm tối đa cần tiếp tục quan tâm thực hiện thời gian tới như giao thông nội đồng, an toàn điện, kiện toàn hệ thống chính trị vấn đề môi trường. Đoàn cán bộ do bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam đến thăm chúc Tết đồng biên phòng Bình Hòa Tây, Quyện Mộc Quá. Cùng đi với đoàn có ông Phạm Minh Hùng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Long An. Tại đây đại tá Nguyễn Giang Quang. Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An thông tin cho đoàn về tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới trong thời gian qua, trong đó nổi bật với công tác dẫn động quân chúng tham gia ngăn chặn thành công hàng ngàn người dân Campuchia xâm nhập biên giới trái phép trên địa bàn ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn quyện. Lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam biểu dương những thành tựu đạt được của quyền một quá, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác hỗ trợ quà cho 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Trước đó, đoàn đến thăm và mừng tuổi mẹ dân năm anh hùng đoàn thị tạo, ngụ xã Tân Thành, quyền Mộc Quá. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân bính thân, đoàn dân quân chính đảng quyền Bến Đức do ông Nguyễn Minh Lâm, bí thư quyền Nguyễn Đàm trưởng đoàn đã đến dân hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ huyện Đoàn đã dân ràng qua tươi thắm, lên đài tưởng niệm tổ quốc ghi công điểm đại những mốc son lịch sử hào hùng của quân nhà dân bến lức trong hai cuộc kháng chiến gian lao ác liệt huyện đã có 2.837 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh có 8 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 512 thương bệnh binh và trên 6.000 gia đình có công với cách mạng tưởng nhớ đến những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đoàn đã đến thắp hương trên từng phần mộ Công ty mỹ phẩm Dạng Phúc thuộc xã Mỹ Bình, quyền Tân Trụ, tổ chức hội nghị người lao động và tặng quà Tết cho gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng và hộ nghèo. Ông Nguyễn Ngọc Giải, bí thư quyền quỹ Tân Trụ và chủ tịch ủy ban nhân dân quyền Trần Giang Đốc đến dự. Đây là đơn vị ngoài quốc doanh của Tân Trụ làm ăn có hiệu quả, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, chăm lo tốt đời sống cho người lao động với số lượng nhân viên trên 60 người, thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng một tháng. Đối với nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, được tạm ứng tiền không tính lãi để mua sắm xe máy và vật dụng gia đình, được tặng quà nhân các dịp lễ lớn. Ngoài ra, công ty Giảng Phúc cũng là đơn vị có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Trong năm, công ty đã ủng hộ xây tặng một căn nhà đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng. Đóng góp các phân trào của xã Mỹ Bình và các xã lân cận gần 100 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty đã tổ chức trao tặng một phần quà cho gia đình mẹ dân Anh Hùng Ngô Thị Thời, ngụ xã Bình Tịnh. Trước đây, công ty nhận phụng trưởng để chia sẻ phần nào khó khăn của hộ có hoàn cảnh nghèo khó. Dịp này, công ty cũng tổ chức trao tặng 16 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học, 84 phần quà Tết cho hộ nghèo và cận nghèo của ba xã Bình Tịnh, quê Mỹ Thành và Mỹ Bình, mỗi phần 500.000 đồng. Tổng kinh phí tặng quà lần này là 50 triệu đồng nhằm giúp cho trẻ em nghèo vui xuân đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Kiến Tường tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các trẻ em nghèo trên địa bàn phường 3, xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Trị. Đoàn đã trao 320 phần quà cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá là 96 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và bánh kẹo. Số tiền trên được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Long An hỗ trợ. Đây là một trong những hoạt động thường niên của thị xã Kiến Tường nhằm chăm lo cho công tác an sinh xã hội tại địa phương, có phần hỗ trợ những gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền, sung túc, đầm ấm hơn. Những ngày này, việc chỉnh trang đô thị đang được quyện Cần Đức cấp rút thực hiện. Tất cả đều hướng đến mục tiêu làm cho trung tâm của quyện và các xã thị trấn thêm khang trang sạch đẹp, để người dân vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi lành mạnh quyện đã trải đá lát nhựa dĩa hè quốc lộ 50 đoạn qua nội ô thị trấn Cần Đức, ngầm quá cấp quan, gia điện ngầm, hệ thống chiếu sáng công cộng, xây dựng không gian chăn quá vui chơi giải trí, đồng thời tiến hành trồng cây sao đen bằng lăng tím dọc hai bên tuyến đường để tạo giải mỹ quan, tạo mảng xanh đô thị và điểm nhấn cho bộ mặt thị trấn. Ngoài ra, quyện còn đầu tư kinh phí làm mới hệ thống đèn qua ở trung tâm thị trấn, lắp đặt đèn dây chớp đa sắc tại khu vực công viên và dọc theo các tuyến đường chính, tạo nên nét đẹp văn minh với cảnh sắc rực rỡ. Song song đó, cờ phướng, cờ nước mừng đảng mừng xuân được treo dọc các trục giao thông chính, thực hiện các pano khẩu hiệu hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 và mừng xuân bính thân 2016. Nguyễn Châu Thành đã tổ chức để trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lê Thanh Nhàn ở ấp chợ ông Bái sang Lục Long. Ông Lê Thanh Nhàn thuộc diện hộ nghèo không có đất sản xuất. Căn nhà tình thương trao tặng trị giá 25 triệu đồng. Trong đó, Hội Phật giáo tỉnh Long An dần đồng mạnh thường quân ủng hộ 19 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình cấp thêm. Nhận được căn nhà tình thương trong không khí chuẩn bị đón xuân bính thân, ông Lê Thanh Nhàn đã bày tỏ lòng biết ơn đảng chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã giúp ông có căn nhà ấm áp tình thương. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh thành, giao diện đầu tư của chương trình năm giai đoạn 2016-2020 trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.240 xã của 44 tỉnh, ngân sách địa phương đầu tư 35 xã của 4 tỉnh thành, Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Các tỉnh có nhiều xã khó khăn được đưa vào diện đầu tư của chương trình 135 là Cao Bằng, 148 xã, Hà Giang 141 xã, Lào Cai 113 xã, Thanh Quá 115 xã, Lạng Sơn 111 xã, Sơn La 102 xã, Điện Biên 98 xã. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt danh sách 80 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 23 tỉnh thành, hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm trong năm 2015. Trong đó, tỉnh có nhiều xã hoàn thành mục tiêu chương trình 13 năm là Bình Phước và Thái Nguyên, mỗi tỉnh có 12 xã. Lào Cai có 7 xã, Sóc Trăng có 8 xã, Trà Vinh có 7 xã. Được biết, năm 2014-2015, chương trình 13 năm đã đầu tư cho 2.331 xã, ngân sách trung ương đầu tư 2.295 xã, ngân sách địa phương đầu tư 36 xã, 3.509 thôn bản đặc biệt khó khăn, ngân sách trung ương đầu tư 3.448 thôn bản, ngân sách địa phương đầu tư 61 thôn bản, với tổng số vốn từ ngân sách nhà nước là 7.790 tỷ đồng. Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 3 tháng 2, trung tâm sẽ tổ chức cho đăng ký trực tuyến tiêm vaccine 5 trong 1 Bentasim đợt 2 qua website http 2 double hoặc qua web y tế dự phòng hà nội gov vn nhằm đảm bảo công khai và tránh tình trạng chen đấn tại điểm tiêm chủng. Đối tượng đăng ký là những trẻ sinh từ ngày 1 tháng 3 2014 đến ngày 3 tháng 12 2015 đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Những trường hợp đăng ký thành công sẽ nhận được thông báo cụ thể về ngày, giờ đưa trẻ đi tiêm chủng. Thời gian triển khai tiêm chủng từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, trừ thứ Bảy Chủ nhật, riêng trong đợt nghỉ Tết Bính Thân trẻ được tiêm vào các buổi sáng. Được biết, đợt phân bổ vaccine nằm trong một Bentaxim lần này tại Hà Nội có gần 29.000 liều, trong đó Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội được phân bổ số lượng nhiều nhất với 5.600 liều, Ngoài ra, trong đợt tiêm tháng 12-2015, trung tâm vẫn còn dư 504 liều, nên tổng số vaccine Pentaxim đợt 2 này sẽ là 6.104 liều gấp đôi lần thứ nhất. Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cũng là điểm đầu tiên tại Hà Nội tổ chức tiêm Pentaxim đợt 2. Thưa quý vị, thông tin trên đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Mến chào tạm biệt quý vị.